tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, sau nhiều ngày thâm nhập, nhóm phóng viên xác định bà S và bạn đồng hương nhận vé số từ một phụ nữ tên X rồi đưa cho con ruột đi bán. Bà X nói là làm phước, giúp đỡ người nghèo, không lấy tiền lời, chỉ lấy vé giúp. Nhưng sự thật không phải vậy. Sau 16 giờ 30 phút mỗi ngày, bà X chừng 50 tuổi, có nước da ngăm đen, dáng người phô pháp, xuất hiện tại ngã tư 4 xã, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, để giao vé cho 4 người, gồm bà S, bà N và 2 người khác. Trong đó có một người tàn tật ngồi xe lăn tại khu nhà lồng chợ hoặc bên hông cửa hàng điện thoại trên đường Hương Lộ 2. Nhiều người khác cũng đến khu vực này để lấy vé số từ tay bà X. Lúc đầu, bà X nhận mình là chủ đại lý vé số ở khu Tên Lửa, tỉnh Lộ 10, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau lại nói bản thân đi bán và vô tình gặp nhóm bà S. Thương người xa lạ có con nhỏ như mình, bà lấy dùm để nhóm phụ nữ đi bán kiếm tiền. Bà X nói giọng đầy thương cảm, không bán thì không có tiền ăn cơm, họ nói vậy em nghe có chịu nổi không, phải đành lòng lấy cho người ta bán. Bà X nói đã lấy vé số cho nhóm bà S bán gần một năm, có tìm hiểu kỹ hoàn cảnh trước khi giúp. Bà X nhiều lần khẳng định nhóm bà S không dành đường xá ở thành phố Hồ Chí Minh nên bà mới đứng ra lấy vé số giúp. Tuy nhiên, phóng viên ghi nhận được nơi bà X lấy vé lại nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, cách ngã tư 4 xã chỉ 20 mét. Điều này có nghĩa chỉ cần đi bộ vài phút thì nhóm bà S có thể dễ dàng tới mua xỉ để đi bán mà không cần thông qua trung gian. Bất ngờ hơn nữa, bà N thường xuyên lui tới tiệm này chứ không phải không biết đường như lời bà X nói. Quá trình lấy vé và phân phát của bà X không mất nhiều thời gian. Chiều ngày 5 tháng 10, bà X đi xe máy đến tiệm vé số lấy cọc vé để vào giỏ rồi đi chia cho nhóm phụ nữ. Chiều hôm sau, bà X ngồi trên sạp thịt heo bên cạnh cửa hàng điện thoại, phân chia vé số ra từng lốc rồi lần lượt đưa cho nhóm bà S. Đến gần 18 giờ, khi trời đổ mưa lớn, bà X được một người chở trên xe máy chạy nhanh về nhà trọ nằm trên đường liên khu 16, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, cách ngã tư 4 xã, gần 2 km. Trả lời các phóng viên về việc trước khi lấy vé số của bà X, những người này đi xin tiền đúng không? Bà X nói, không, họ vẫn đi bán, dẫn 2-3 đứa con đi. Câu trả lời này mâu thuẫn với ý sống lay lắt, không có tiền ăn cơm như bà vừa nói trước đó. Khi được hỏi có lấy tiền lời gì hay không, bà X phân trần. Cái gì mình giúp người ta được thì mình giúp thôi, chứ không lấy tiền lời, tiền góp gì trong đó. Mấy người này bán mỗi vé, lời được 1.000 đồng. Người ta đi bán, người ta nhận tiền, chứ mình nhận làm gì. Theo bà X, sẽ đưa vé vào hôm trước rồi hôm sau mới quay lại lấy tiền. Mỗi lần lấy vé, giao cho cả nhóm, bà X phải bỏ tiền túi ra trả trước cho đại lý. Người phụ nữ nói, bữa nào bán hết thì có tiền, không hết thì chị ôm. Hai hôm trước trời mưa bán không hết, chị ôm 20-30 tờ, cũng mấy trăm nghìn. Mỗi lốc vé, số lời chỉ có 100.000 đến 120.000 đồng. Hai lốc lời hơn 200.000 đồng mà còn trả tiền ăn, tiền nhà. Người ta phải đi bán, chứ không thì lấy gì mà sống. Bán được một vé lời 1.000 đồng, nghĩa là bán một sấp vé số 130 tờ sẽ lời 130.000 đồng. Nhưng nhóm phụ nữ trên có thực nhận đúng số tiền này. Thực tế giá gốc mà bà X lấy là bao nhiêu, có hưởng chênh lệch hay chỉ lấy giúp vì thương người? Ghi nhận thực tế, bà DMT, chừng 40 tuổi, chủ đại lý vé số mà bà X lấy vé cho hay. Nếu lấy một lốc 130 tờ, bà sẽ bỏ xỉ giá 1,15 triệu đồng, tương đương 8.850 đồng một vé. Khi bán hết, người bán thu về 1,3 triệu đồng, lời được 150.000 đồng, tương đương lời 1.150 đồng một vé. Tiệm bà T luôn có sẵn vé. Ai có nhu cầu lấy xỉ đều được, nếu bán không hết thì phải tự ôm. Nếu bán mỗi vé lời được 1.000 đồng như lời bà X nói thì nhóm bà S nhận một tờ vé số giá 9.000 đồng. So với giá gốc 8.850 đồng một tờ từ đại lý, bà X mặc nhiên được hưởng chênh lệch 150 đồng một tờ, tương ứng 20.000 đồng một lốc. Con số tưởng chừng nhỏ nhưng trung bình một ngày bà X phân phối khoảng 10 lốc.
nên được hưởng lợi gần 200.000 đồng. Số tiền lời của bà X vẫn chưa hết. Nói với phóng viên, nhóm phụ nữ khẳng định, nếu bán hết một lốc 130 tờ vé số thì họ chỉ được nhận vỏn vẹn 100.000 đồng. Một phụ nữ trong nhóm nhận vé số từ bà X nói, sấp vé này 2 lốc, nếu bán hết một lốc thì nhận được 100.000 đồng. Đưa vé nhiều thì bán nhiều, đưa số ít thì bán ít. Ngoài ra, người phụ nữ này xác nhận bản thân đi bán chứ không phải các con. Nếu không bán thì không có gì cho con ăn và mua sữa. Gần 2 tháng theo dõi, ghi nhận nhóm phụ nữ trên không trực tiếp đi bán vé số mà nhiệm vụ này thuộc về những đứa trẻ. Thực tế là vậy, nhưng bà X lại khẳng định chắc nịch, tất cả những đứa trẻ đều được đến trường, đều biết chữ. Chúng chỉ phụ bán vé số 1 tháng rồi đi học. Chứng kiến lời bà X nói, bà S ngồi bên nhiều lần gật đầu ra vẻ đồng tình. Nhưng khi phóng viên hỏi bà S, con đang học lớp mấy, thì bà không trả lời. Sau nhiều ngày thâm nhập, ghi nhận tình trạng trẻ em ăn xin ở thành phố Hồ Chí Minh, đại bản doanh của một nhóm người ăn xin là dãy trọ nằm ở con hẻm trên đường số 1, phường 16, quận 8. Từ rạng sáng, một số đối tượng chở theo trẻ nhỏ trên những chiếc xe máy cũ nát phóng tới các giao lộ cho chúng xin tiền, còn mình ngồi trong bóng mát chỉ đạo từ xa nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Những đứa trẻ được người lớn chở đi ăn xin luôn cầm vé số trên tay. 6 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9, 4 đứa trẻ, 2 trai 2 gái, trong đó có một bé trai 5 tháng tuổi bị vết thương lớn ở đầu, còn ngái ngủ, ngồi túm tụm trước cổng nhà trọ, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Vài phút sau, người phụ nữ lái xe máy biển kiểm soát 30L6-2940 từ nhà trọ vọt ra, chở 4 đứa trẻ qua cầu Rạch Nhảy, rồi ghé vào xe hàng rong trên đường Vành Đai, quận 6, cách phòng trọ khoảng 500 mét ăn sáng. Do bé trai 5 tháng tuổi quấy khóc, người phụ nữ phải bỏ tô bún đang ăn dở, rồi ẵm đứa nhỏ ra ngồi núp phía sau xe máy. Lấy bình sữa từ trong túi ni lông, bà ta thổi nguội, rồi dỗ dành cho bé trai uống. Thấy bé gái lớn nhất vừa buông đũa, người này vội chuyển đứa trẻ cho bé gái này ẵm rồi tiếp tục bữa ăn. Hơn 30 phút sau, bà ta ra hiệu cho những đứa trẻ ngồi lên xe máy. Khi những đứa trẻ đã yên vị, người phụ nữ phóng vun vút chở chúng về hướng quận 3, đến đường Điện Biên Phủ. Bà ta thả 4 đứa trẻ xuống trước bệnh viện Bình Dân để chúng bắt đầu ngày làm việc, còn mình gửi xe trong chợ Vườn Chuối rồi cầm sấp vé số đi dạo quanh, vừa bán vừa giám sát. Ngoài chợ Vườn Chuối, người này còn đèo những đứa trẻ ra ngã tư 4 xã, khu vực quận Bình Tân, giáp danh quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ăn xin. Tương tự, đều đặn mỗi ngày, một người phụ nữ chuyên đi xe biển kiểm soát 86AF01731 đèo 3 đứa trẻ, 1 trai 2 gái, trong đó bé gái nhỏ nhất mới được vài tháng tuổi. Đến khu vực ngã tư 4 xã, hành nghề ăn xin từ sáng sớm. Đến nửa buổi, bé trai đang ăn xin ở góc đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú thì được bà này gọi vào trước cửa hàng điện máy rồi đưa cho sấp vé số mang đi bán. Còn bà ngồi phía sau sạp trái cây ở góc đường Phan Anh đối diện với chỗ bé trai quan sát. Cứ vài phút, bà thò đầu ra theo dõi những đứa trẻ và cảnh giới. Ở giao lộ Lý Thường Kiệt 3 tháng 2, khu vực quận 10 giáp quận 11, còn có một phụ nữ khoảng 30 tuổi điều hành từ xa 3 đứa trẻ, 1 trai 2 gái, hành nghề cái bang, đều đặn từ trưa đến 21 giờ mỗi ngày. Trưa nắng gắt ngày 11 tháng 9, người phụ nữ mặc áo sơ mi caro ngồi núp trong tụ điện giám sát nhất cử nhất động của nhóm trẻ. Người phụ nữ này liên tục đảo mắt quan sát và ra hiệu cho những đứa trẻ chạy vào vỉa hè khi có người quay phim chụp hình hoặc xe của lực lượng trật tự đô thị đi qua. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, nhóm trẻ 3 lần bỏ chạy tán loạn khi thấy xe trật tự đô thị chạy qua. Nhiều năm bán nước ở ven đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, bà M ngày nào cũng nhìn thấy bọn trẻ xin tiền bán vé số. Thấy thương là từ bà M thốt ra đầu tiên khi nói về những em bé này. Bà M nói, họ là mẹ con ruột, ngày nào cũng ra đây, thường xuyên ghé quán tôi. Công an cũng vài lần đưa nhóm này lên phường, nhưng vắng mấy hôm thì đâu lại vào đó. Một ngày cuối tháng 9, trong lồng chợ ngã tư 4 xã, người phụ nữ ẵm bé gái sơ sinh ngồi trên sạp thịt để trống, các vật dụng như khăn giấy, bình sữa, nước suối nằm vương vãi xung quanh.
thấy có người đến cho bánh sữa, bà ta hớn hở ra mặt và nói mình tên S, 38 tuổi, quốc tịch nước ngoài. Con chó bé trên tay là con gái mình, mới sinh được 4 tháng. Bà S tiết lộ, chỉ cho con uống sữa một lúc rồi sẽ đưa cho con gái lớn khoảng hơn 10 tuổi ẵm ra đường hành nghề. Ngoài bé gái, bà S còn có một người con khác là bé trai hay đứng ăn xin trên đường Hòa Bình, Phan Anh. Khi được hỏi lý do sang Việt Nam, người này phân trần vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dắt díu con cái qua ăn xin bán vé số. Lúc này, một phụ nữ khác đang nằm dài, lướt điện thoại ở sạp thịt kế bên cũng ngồi bật dậy tham gia trò chuyện. Người này giới thiệu tên N, 39 tuổi, quốc tịch nước ngoài. Bé gái 13 tuổi, ẵm theo bé trai 5 tháng tuổi và bé gái 9 tháng tuổi, ăn xin ở ngã tư 4 xã là con của mình. Nhận hai phần quà, bà N nhanh miệng nói tiếng Việt giọng lơ lớ, ba đứa, rồi vội đưa ba ngón tay để ra hiệu, vẫn còn thiếu một phần. Vừa lúc này, bé gái 13 tuổi ẵm em vào lồng chợ, người mẹ đưa bình sữa rồi xua tay, gằn giọng nói chúng tiếp tục ra đường làm việc. Qua quan sát, bà S chính là người đi xe máy biển kiểm soát 86AF01731. Cùng dẫn con đi xin, bà S và bốn người đồng hương khác tận dụng nhà lồng chợ ngã tư 4 xã làm nơi đậu xe nghỉ ngơi. Trong lúc trò chuyện, nhóm bà S đều né tránh mọi câu hỏi tại sao để con đi ăn xin. Chỉ nói quanh co là chúng bán vé số, rồi người ta thấy tội nghiệp nên cho thêm tiền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.